Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thảo sang phở bò nha, chung với lại giò cháo quẩy. Giò cháo quẩy này thì Thảo cắt ra rồi. Lần đầu Thảo ăn phở chung với giò cháo quẩy luôn á cô chú. Giò cháo quẩy đó giờ Thảo ăn là Thảo chỉ ăn không thôi. Ăn thử coi nó làm sao. Bình thường thì mọi người cũng hay ăn kiểu đó ha, hoặc là chấm với lại cháo. Bỏ tương rồi nặng chanh, nhưng mà bữa nay Thảo ăn thử cho biết, tại nhà có giò cháo quẩy nè cho nên mình ăn luôn. Giò cháo quẩy chấm với lại bánh giò cháo quẩy chấm với lại cháo lòng. Thảo thì Thảo cháo lòng Thảo cũng thích chấm với bánh mì thôi chứ cô không thích giò cháo quẩy nữa. Nói chung là giò cháo quẩy là chỉ ăn không là Thảo khoái thôi. Bây giờ Thảo bỏ thêm vài lát ớt ngâm chua nha. Ăn chừng nào hết hũ này cái Thảo làm tiếp hũ khác. Rồi xong. Trong đây Thảo có giá, giá với lại ngò thôi. Trời cái tô đầy quá khó trộn. Đầy quá đầy quá. Cái tô ú ụ đầy ú ụ luôn. Rồi bây giờ Thảo mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn phở với Thảo nha. Mấy bữa nay Tết là coi như là thịt đồ này kia, bánh chưng bánh tét ngán cô chú ha, ngán nấu phở bò ăn. Trời ơi, trộn cái hết thời gian. Rồi chấm miếng, chấm với lại tương. Chua chua. Gân gân mỡ mỡ, gân gân vậy là ăn mới ngon cô chú. Ngon quá. Đây, bây giờ họ sẽ chấm thử nha. Này họ cắt ra. Ngon nha. Ăn không á. Ăn không cái giò cháo quẩy nó lạc. Chấm vô đây nó chua chua. Mặn mặn. Hợp nha. Biết trễ quá. Không phải biết trễ. Nói chung là giò cháo quẩy ăn với phở cũng biết á, nhưng mà tại vì họ không ăn thử, cứ bóc ăn không thôi. Cái miếng gần. Với mình ăn ăn giò cháo quẩy chấm kiểu này mau no. Cô chú mà ăn Tết á, ngán thịt đồ này kia, nấu phở bò ăn. Bữa nay cũng còn Tết mà. Còn mùng là còn Tết.
Cái răng nè, tụi vô ha. Ngon lắm. Cái giò cháu quậy này em bự lắm luôn á, dài. Mém sạch. Cái này không nướng lại cho nên nó giòn. Nướng hơi lố. Nhận có chú thấy không, cái giò cháo quậy cái mẹt của Thảo mà nó bự hơn cái mẹt luôn.
họ nó hơi lố, nó giòn, nhưng mà chấm vô á cái nước phở cái vừa luôn. No. Rồi cô chú ơi, thì video của Thảo sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye.